mà nay về dùng mà xăm đình nhà anh nhà thành hòa hòa phun hòa bình ra trời ra giờ ủn ơi hạt chơi đỡ hỏi mà sắm kha hỏi sắm quê quan lũng làng nó ra giờ ủn ơi ngày nay đi dùng gặp mơ nàng chân mà gặp mà nhịp cặp nàng chơi giờ ún ơi hạt chơi hạt dùng ún ơi đừng mà khi xiềng khi lưỡi mà trường ùn nó ơi kém mà chẳng ít lời đỡ à điệu cạnh hà rưỡi hát chơi ùn à nó ơi hôm mà nay bỏ nó mừng làm cớ nông nghe này đi dùng cặp ùn nắng mà trương anh giờ ùn ơi cho un mình gặp anh đây anh ơi ngày nay về dùng nhà đình đỡ chín cày trong đình sẽ duyên sẽ khổ chậu nề minh thanh đôi trắng giờ un ơi ùn sướng hỏi sắt long đứng mà hỏi rồi mà long ếch mơ ùn à nó ơi hôm mà nay mới gặp lần đầu đỡ ùn thăm hỏi một năm ùn sướng hỏi với ùn ơi đỡ anh suy nghĩ cầu lưỡi bố cho ùn nó ơi ùn sướng hay hỏi sắt long đứng mà hỏi vẹt hỏi vó khô anh ùn nó ơi chẳng hay vẹt mai vào ùn chi hỏi tần hỏi tàu
cảm ơn lời bạc trường vang un sương hỏi ở đình hình trang bố cho un nói ơi hỏi à xăm dùng lát lo mân em mà đại cảm ơn được cơ đào long nang măng sương hỏi ở đình hình trang bố cho un nó ơi thành hóa là huyện un ơi thanh mình là ở xa à, quê nhà múc lòng un nó ơi về chơi là xóm làng ha say đoạn đời un nang nghe nó về lùng về làng em cha đậu khà đậu làng đoan yêu nịnh un ơi đứng má chế cày mường đô quê nằm lũi suối vượt đôi má trường cùng ngày un ơi đứng răng trên đi mà em ơi hôm nay gặp nãy ngã rồi un bụi dù sao chẳng nữa anh ơi tình thành với lại hòa bình mà chẳng xa ra hãy ơi có xa chẳng nữa anh ơi thường nhau mình cũng phải vượt nó rồi mình qua đã giỏi ngang thế thì chấp mơ nhận xiềng lối em xin ghi nhớ cả đôi ô khuyên un nó ơi mắn chớ hỏi ở tiệp cầu lối đợi nhà bố lại un rồi đều hay un nó ơi thì mình hỏi ớt lì hỏi ớt lại cầu ếng cầu hà un bác bay đi lên ra giỏi thế thì ý an un ơi đợi anh hỏi un un rưỡi bố anh cô ngày un ơi lá lời đời anh hay đại anh xây cơ anh muộn nhà hỏi liền hỏi sầm cơ thì mường nó về ni bộ anh cùng cảm ơn ơi hỏi un
hay đa hay hơn là ngà un là sầm mà tựa ba còn như cái ra un mà bố em ta hay hơi xa un ăn nghĩa mà anh ơi à chuyện phụ mượn khỏi thật thôi đa lộ cảm ơn ụn bồ sật long vong khi đi ở chợ về hàng ở đó cơm khát trơ rạc đợi trang bao xin cô ngài ụn ơi bò nó chuyển khu mường khỏi đẹp nông ước chỉ mệnh an chúng đông mường yêu giờ un ơi chuyển khu mường khỏi mà có đình ở thằng giềng mơ hồi mời nhà mình về đây chơi rải hơi cảm ơn cái xiềng lưới mới em xin ghi nhớ cả đời o khuyên un nó ơi nghe nó mơ hồi tròn hà đình nhà em về đi dùng hà un cho chúng tin rằng chẳng giờ un ơi càng chiang muốn sàm đau mơ hồi mời ngã mình ngã về trời đa bàn ngã hơi ngã nhà đinh nhớ càng chiến lễ hồi mà ngã hơi nhà đinh tổ hóa chức hạt nơ mương mà giao liều này ngã hơi cho trời đen màng mà em con nhảy dậy mùa sạp vẫn còn mà chung vui đa bàn tình hơi bỏ nó xuống ở lầm cứ nông ở ní có cày ngồi đình kháng chiến phụ mà lính nhà đình mà trường cơ giờ un ơi con nhớ đình nhà màng bắt con đi trù chúng ăn bạt con chung hoa giờ un ơi đưa em về ở dùng thăm đình thăm quê thăm quan un mình là hong ở nền un ơi mà trời dòng un nắng ở bên anh ra hình hơi nhảy dây mua sạp ném con bằng chuyện bằng đa thật là đông vui ra hình
đoán đi mình ở xếp lại đi chuyển sang đoạn khác ùn thi hoa thêm đi với ùn ơi thế ùn xin hỏi mà câu bố to bố trường đưa em mà hay cũng hay hơn anh đã chuẩn bị câu lời đưa anh bố un rõ ràng un trường rồi nên un ơi mà chúng đôi chưa vậy hơn cảm ơn chẳng bạc lưới vàng un sương hỏi ở đình mà sẵn trang cảm ơn un nó ơi ngày nay về dùng mà gia đình nhà đình nhà đỡ nhà bố un thật tình là hòn un nó ơi sân em bọc ngơ sầu mình tôi cho rình chữa cò bàn đôi dòng xèo ở nình un ơi sân ếch bọc rò mình ròn con đang đợi un đoán ếch nhảy bao nhà thế là may mắn cho un nô dùng nhà đi un gặp em ra em ơi gặp mà em trồn mà sân đi vì em chưa có bạn tình un rất vui đã bàn em ơi mơn chớ un hỏi xong rồi đỡ anh tiếp mà tục hỏi rưỡi câu hả ơi un nó ơi sợi un mặc ảo bông hôn cho anh nhỏi un cỏ trốn răng chưa bù anh công cảm ơn anh ơi chào hỏi ở chôn đưa uống bố lại anh ơi mình mà đeo hay ra hay nhà ơi sẵn uống ba cơ sầu mình kha cho tình chưa có đỡ mà ngay sương đã bàn nịnh ơi bố nó măng quỳ măng mương ngày nay về đình nhà đình cho em mặn ùn chung tính cô đơn giờ ùn ơi đỡ cho cái bồ mì cho gia đình chế duyên đạch khổ cho mình thanh đôi chẳng giờ ùn ơi hôm mà nay được mà anh ơi
xin bột lên trường, xin mẹ lên chiều đỡ mình xe diện đã giờ in hơi. Nếu u nhật chỉ bằng long lên xin kẻ bù trong đinh kẻ mẹ điên chiều cho em minh thanh đôi hay un ơi người bảo chào đấy à xong đấy để chào vậy man chớ gặp mà gỡ chốn đi thời gian có hạn hà dưng ơn đi ai un ơi đôi em chào un đôi lời câu trường cậu như cả đôi trường nhau mẹ ơi hôm nay miền trăng chụp trăng trao khang chiếm mình gặp dạ đã giao ở bên nhau đã giờ thế thì anh bồ đề nhớ đi xa về anh dặn buồn nỡ rằng ai hơn ai để ai bằng đôi anh bồ ngày buồn nỡ đôi cho khảo lặn trắng mơ đôi cho anh đình à đuổi chớ bên già cô ngày un nơi định à về un đời un nó chờ mau lại khảo mơ vẫn chẳng quên đại nga hôn tuôn về anh chúc còn chín ba khuya đêm nọ hầu nhà la anh nghe ùn nó ơi ùn mặn cái chiếm chín ba đứng mà đoạn thù má khâm mẹ anh nhà cô kệ ngà về nó chụp chào chị.